Audio Jungle. Audio Jungle. Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review bộ phim Annabelle búp bê ma ám năm 2014. Từ xa xưa, búp bê không chỉ là món đồ chơi yêu thích của trẻ em, mà còn là một sợi dây liên kết vô hình giữa thiện và ác. Mở đầu phim là cảnh ba thanh niên gặp gia đình Ed và Lauren. Họ kể cô gái này có một con búp bê được tặng từ mẹ. Một hôm nọ, cả ba vô tình phát hiện nó có thể di chuyển, nên đã tìm đến một bà đồng. Bà ấy cho biết nó bị ám bởi một cô gái trẻ tên Annabelle Higgins. Sau khi về nhà, cô gái tìm cách liên hệ với nó. Annabelle nói mình không may qua đời, nên giờ chỉ muốn kết bạn với họ mà thôi. Vì lòng thương cảm nên cả ba đã đồng ý, cho đến khi nó mang đến cho họ những nỗi sợ kinh hoàng. Để biết về nguồn gốc của con búp bê ma ám này, chúng ta sẽ cùng trở về trước đó một năm, năm 1967, tại thành phố Santa Monica, hai vợ chồng John và Mia đang hân hoan chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Như thường lệ, cả hai đi lễ nhà thờ mỗi chủ nhật, còn rất ngọt ngào mà đùa giỡn với nhau. Sau khi kết thúc buổi lễ, cả hai gặp hàng xóm của mình. Gia đình này có một cô con gái đã bỏ nhà đi, nên đang rất buồn phiền. Mia thấy thế đã đi tìm vợ ông ta rồi cùng nhau về nhà. Bà Sa John quan tâm hỏi tên đứa bé, nhưng hai vợ chồng John vẫn chưa quyết định. Sau khi trò chuyện thêm một lúc thì ai về nhà nấy. Mia rất tế nhị bảo chồng hạn chế nói về con gái trước mặt họ, để tránh ông bà Sa John đau lòng. Đêm đến, trong khi Mia may vá, trên TV đã đưa tin về một giáo phái nguy hiểm. Họ giả làm gia đình để thực hiện các hành vi phạm tội. Nhưng vì quá ồn nên John không thể chạy deadline, đã bảo vợ mình tắt TV. Nhìn chồng mình chăm chỉ làm việc, nàng đã đến ngồi bên cạnh. John vô tình than thở về chuyện tiền nong và khó khăn sắp tới khi phải lên chức bố. Điều này làm Mia cảm thấy bị tổn thương, nàng dỗi và bỏ vào phòng dành cho con gái. Mia có một sở thích, đó chính là sưu tập búp bê, nàng trưng bày nó khắp phòng. Lúc này John nhận ra mình đã lỡ lời, nên vào an ủi vợ, bày tỏ rằng đây đúng là quãng thời gian khó khăn, nhưng cũng là thời điểm hạnh phúc nhất cuộc đời của anh. Sau đó bảo sẽ tặng nàng một món quà. Khi Mia mở mắt ra đã vô cùng mừng rỡ, vì đó chính là con búp bê cuối cùng trong bộ sưu tập nàng tìm kiếm bấy lâu. Đúng là một người chồng đáng đồng tiền bát gạo. Mia sờ lên nó và vui sướng cảm ơn chồng. Nàng đặt nó lên kệ cùng những búp bê khác. Đêm đó, khi hai người đang say giấc, nhà hàng xóm bên cạnh chợt sáng đèn. Sau đó bà Sa John cố gọi điện thoại cho ai đó, nhưng rồi một người đàn ông đã lao vào với hung khí trên tay. Sau đó là một tiếng hét vang vọng cả khu xóm. Mia sợ hãi gọi chồng dậy, qua cửa sổ chỉ thấy bên đó tối đen, vì thế John quyết định sẽ đi sang đó xem sao. Mia đứng ở cửa dõi theo chồng, một lúc lâu vẫn không thấy John trở về, vì thế quyết định đi sang tìm anh. Vừa đến trước cửa nhà họ, thì thấy người chồng mình đầy máu lao ra, bảo nàng lập tức về nhà gọi cấp cứu. Mia hoảng sợ ôm bụng to của mình chạy vào phòng, nhưng lại có cảm giác như ai đó theo sau. Khi nàng run rẩy gọi cho xe cứu thương, một người phụ nữ mặc váy trắng đã đi vào phòng đứa trẻ. Sau khi gọi điện, Mia lấy thêm áo khoác mặc vào và kinh hoàng trông thấy cô gái đó ôm con búp bê mới của mình. Nàng nói hãy lấy mọi thứ cô ta muốn, chỉ cần tha cho mình. Nhưng ngay lúc này một người đàn ông đứng phía sau đã ôm lấy và đâm vào bụng Mia. May mà anh chồng vừa về kịp, John lao vào đấm hắn rất dao, bảo vợ mau chạy đi. Nhưng nàng nhất thời bị khủng hoảng, đứng như trời trồng. Người phụ nữ kia lập tức chụp lấy con dao và lao đến chỗ Mia. John bắt được cô ta đập mạnh vào tường. Bên này người đàn ông lại lấy đồ đánh vào chân anh. Ngay khi hắn muốn giết Mia, cảnh sát đã đến kịp và bắn chết. Người phụ nữ kia thì trốn vào phòng trẻ sơ sinh. Khi Mia được đưa lên cáng cứu thương, nàng nhìn thấy người phụ nữ đó đã cắt cổ tự sát và vẽ ký hiệu gì đó lên tường. Không ai hay biết máu trên người cô ta còn chảy xuống, rơi vào đôi mắt của búp bê. Ngay sau đó tin này tràn ngập các mặt báo. Một cô gái tên Annabelle Higgins gia nhập một giáo phái huyền bí, sau đó cùng bạn trai đâm chết cha mẹ ruột của mình nhằm thực hiện một nghi lễ sùng bái. Người đàn ông bị bắn chết, còn cô ta thì tự tử khi trên tay còn ôm một con búp bê. Ở bệnh viên, may mắn là Mia bình an vô sự. Nàng chỉ vì quá sợ hãi nên sinh ra tâm lý tiêu cực, cần phải tĩnh dưỡng nhiều. Khi xuất viện về nhà, Mia vẫn không ngừng lo sợ, nhắc nhở chồng mình phải khóa cửa, rồi đóng cửa căn phòng con gái lại. John thì hết mực quan tâm vợ mình, sợ nàng buồn nên mang TV vào phòng, cũng như hứa sẽ biến nơi này thành xưởng may nhỏ cho Mia. Nhưng hết thảy đều không làm nàng vui lên. Mia lo lắng con mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những chuyện đã xảy ra. Mặc dù John đã trấn an vợ rất nhiều, nhưng nàng vẫn bắt anh phải hứa, nếu có gì bất chắc phải chọn đứa bé thay vì nàng. Để vợ mình yên lòng, John đành hứa với nàng. Nhưng tối hôm đó bắt đầu xảy ra các sự kiện kỳ lạ. Nửa đêm chợt vang lên tiếng máy may, John trấn an vợ rồi lấy gậy bóng chày ra xem.
nhưng chỉ thấy máy may tự động chạy, anh dứt khoát rút dây điện ra. Lúc đi ngang qua cửa phòng em bé, lại thấy nó đang mở cửa, vì thế anh đưa tay đóng lại, nhưng chợt va trúng gì đó, John nhìn thì thấy đó là con búp bê. John không nghĩ nhiều đem nó đặt lên ghế. Sáng hôm sau khi đang may vá trong phòng, chợt tivi lại chập chờn, Mia bực mình lấy sách ném tắt nó. Lúc này lại chợt nghe tiếng động lạ, chiếc ghế gỗ phòng bên tự động lắc lư, nhưng khi Mia sang thì ố sao bé không lắc. Nàng thấy hơi sợ nên vội đóng cửa lại. John đi làm về với rất nhiều quả bánh trên tay, Mia nói mình không muốn ăn, nhưng nhìn thấy mớ dưa muối lại lật mặt nhanh như bánh tráng. Anh còn thông báo cho nàng một tin vui, bảo mình đã xin được việc ở một bệnh viện rất tốt, mặc dù nó hơi xa. Nhưng sắp tới John phải tham dự hội nghị trong vài ngày, nên rất lo lắng cho Mia, nàng rất tâm lý, luôn ủng hộ chồng và nói mình sẽ ổn thôi. Đoạn John đưa Mia về giường, khi đi ngang qua phòng em bé, con búp bê đã thay đổi vị trí khác. Mia chỉ bảo không muốn nhìn thấy nó nữa, vì cô gái kia trước khi chết đã cầm nó. John nghe lời vợ nên lập tức mang nó ra thùng rác. Hôm sau thám tử Larkin đến nói về vụ án, ông ta xác nhận đó là con gái của Sazon, đã gia nhập một giáo phái thờ quỷ dữ, trở về cùng bạn trai giết chóc để chứng minh lòng sùng đạo của mình. Mia ám ảnh nên nói mình không muốn nghe về chuyện đó nữa. Đêm đến John thực hiện một cú xoay anten giả đài cho vợ, sau đó vào bếp làm bỏng ngô. Nhưng khi trở ra đã thấy nàng ngủ rồi, vì vậy chàng tắt tivi và bếp. Sáng hôm sau John chuẩn bị cho buổi hội nghị, trước khi đi Mia còn khích lệ chồng, rồi trao nhau một chiếc hôn ngọt ngào. Sau đó nàng vừa may vá vừa xem phim, không hay biết rằng bên trong bếp ga đã auto bật và bắt đầu chương trình làm bỏng ngô. Do xem tivi quá 180 phút, Mia đã bị kim đâm vào tay, vì thế nàng lại vào nhà vệ sinh sơ cứu. Bắt trong nhà bếp đã bắt đầu cháy, nhưng vì tiếng tivi quá lớn nên nàng đã không nghe thấy. Đến khi bắt được mùi khét vào trong, thì nó đã cháy nổ lan ra cả căn bếp, khói đen bốc lên, Mia hoảng hốt chạy ra ngoài, nhưng lại va trúng ghế ngã xuống đất. Nàng cố bò đi nhưng lại bị ma kéo chân, lúc này hồn vía Mia đã lên mây. Rất may mắn nhà hàng xóm nghe tiếng động, đã chạy vào và đưa nàng đi cấp cứu. John được tin hớt hải chạy đến bệnh viện, nhìn thấy vợ mình bình an vô sự, chàng vô cùng hối hận vì đã không bên cạnh vợ mình. Sau đó lại thấy y tá đang bế một đứa trẻ. Cuối cùng trải qua 9981 kiếp nạn, cô con gái của hai người đã ra đời, được đặt tên là Lia. John mừng rỡ mang con đến bên cạnh để vợ nhìn. Nàng muốn kể lại mọi chuyện, nhưng John sợ con gái bé bỏng nghe thấy. Vì thế Mia chỉ nói mình không muốn quay về căn nhà đó nữa. John lập tức quyết định chuyển đi nơi khác, đúng là người chồng của năm. Sau khi chuyển đến một căn hộ mới, John đưa vợ con ra ngoài hóng mát. Mặc dù Mia vẫn thường xuyên sợ hãi, họ đi lễ nhà thờ, được một lúc thì nàng bế con gái ra ngoài. Lát sau cha xứ xin chụp một bức ảnh của nàng cùng con gái Lia, về nhà họ bắt đầu dở đồ. Mia vẫn trưng bày bộ sưu tập búp bê của mình như trước, còn kéo dây thiều khiến nó phát ra tiếng cười khanh khách. Khi chồng ra ngoài bế con, Mia chợt thấy con búp bê lẽ ra đã vứt, nằm trong chiếc thùng cuối cùng. Nàng cầm nó lên và vuốt ve gương mặt. Lúc này thì John bước vào, ngạc nhiên nói mình đã ném nó đi rồi mà. Mia không nghĩ nhiều, cho rằng do hỏa hoạn nên mọi thứ bị hỗn loạn. Chàng bảo Mia đưa nó cho mình, nhưng nàng tỏ ra rất yêu thích và muốn giữ lại nó. Sau đó đặt nó lên vị trí cao nhất của chiếc tủ, thấy vợ vui vẻ nên John cũng không ý kiến ý có gì. Một hôm nọ khi nàng đang ngủ gật, chợt xuất hiện một bóng người trong phòng em bé. Lát sau lại thình lình đến bên cạnh nôi, cô ta cúi đầu nhìn em bé. Sau đó tiếng khóc của Lia đã làm nàng tỉnh dậy. Nàng quyết định bế con đi dạo, đoạn xuống hành lang thì gặp một cặp anh em đang chơi búp bê. Mia muốn làm quen, cô bé rất hào hứng trong khi người anh lại đề phòng, cảnh báo em mình không được nói chuyện với người lạ. Cuối cùng Mia đã tự giới thiệu hai mẹ con mình rồi rời đi. Khi nàng đẩy Lia ngang một cửa hiệu sách, thì sự chú ý đã va phải một cuốn sách cổ màu đen. Bên trong bước ra một người phụ nữ phúc hậu, tên Evelyn, bà ấy đến làm quen họ và gửi tặng cho bé một cuốn sách cổ tích, bảo Mia có thể đến chơi bất cứ lúc nào. Trên đường quay về, Mia bất ngờ nhận được một bức tranh đặt trên hành lang, cho là cô bé ban nãy vẽ hai mẹ con họ. Sau đó lại là một bức vẽ, bên cạnh mẹ con nàng, chợt xuất hiện một chiếc xe lớn. Mia đi lên tầng trên lại bay xuống một tờ giấy, chiếc xe xuất hiện gần hơn nữa, cuối cùng trước cửa nhà nàng là bức tranh Lia bị xe tông chết. Mặt Mia xanh mét mang vào cho chồng mình xem, John trấn an nàng và quyết định mắng bốn phụ huynh chúng. Thấy vợ gần đây mắc chứng âu lo, John thu xếp ngày mai sẽ về sớm để hâm nóng tình cảm đôi bên. Hôm sau Mia chờ đợi bên ánh nến và nhạc lãng mạn, nhưng chẳng thấy John về. Sau đó Mia tắt nhạc rồi bắt đầu dọn dẹp, nhưng chiếc đĩa lại chợt phát lên. Nàng bước ra tắt nó và tìm xem có ai trong nhà mình không.
Khi Mia đến chỗ bức màn thì đột nhiên có thứ gì đó tung mạnh ra, khiến nàng ngã sấp mặt. Chưa kịp hoàn hồn thì một người phụ nữ váy trắng đã chạy tung tăng vào nhà. Mia kinh hoàng chạy theo vào phòng mình, thì thấy máy may tự khởi động, nàng vội đến tắt nó đi. Lúc này lại thấy một bé gái đứng ở cửa phòng bên kia. Nàng sợ hãi lùi lại, đứa bé kia lao về bên này, nhưng đến cửa lại biến thành Annabelle mình đầy máu me. Nàng thất kinh ôm đầu la hét. Sau khi trở về, Mia kể hết với chồng, nhưng John lại nghĩ nàng bị chứng bất bình sau sinh, khiến Mia rất buồn. Nhưng hôm sau John lại dắt vợ đến gặp cha xứ, ông nói họ hãy tin tưởng vào sức mạnh của chính mình. Điều này đã làm Mia thấy an lòng. Hôm sau khi tiễn chồng đi làm, họ gặp lại Evelyn. John cảm ơn bà vì đã tặng con mình cuốn sách. Sau khi tiễn John đi, Mia tiếp tục may quần áo và trông con. Đêm đó trời mưa to, nàng đặt em bé vào nuôi rồi đi thang máy xuống nhà kho để cất đồ. Trong lúc dọn dẹp bên trong, Mia cứ cảm thấy bất an. Thình lình một chiếc nôi được đẩy ra từ tấm màn trắng, bên trong vang lên tiếng khóc lớn của em bé. Mia sợ hãi nhưng vẫn đến xem, nhìn thấy một tấm vải dính đầy máu. Nàng đưa tay kéo lên, thì một cái tay đen thùi lùi từ trong bóng tối chụp lấy tay Mia. Nàng khóc hét và bỏ chạy, đèn trong nhà kho chợt tắt hết. Mia chạy vào thang máy, nhìn thấy tay mình xuất hiện một vết cắt quỷ dị. Khi thang máy mở ra, vẫn là tầng kho, Mia run rẩy bấm nút thêm lần nữa, nhưng đèn chợt chớp nhá rồi tắt hẳn, cánh cửa mở ra vẫn là nhà kho ban nãy. Mia bất chấp sự kinh sợ, lao thẳng ra chạy đến chỗ cầu thang thoát hiểm. Xung quanh vang lên tiếng khóc inh ỏi của em bé, Mia vừa chạy vừa gọi tên con gái mình. Lên được tầng trên thì ngã quỵ, khi nàng nhìn xuống bên dưới, một cái tay đen ngòm đang lần theo cầu thang đuổi theo. Mia vừa chạy vừa kêu cứu, nhưng ngoài sấm chớp chẳng có ai đáp lời. Bên dưới chân cầu thang giường có một người đang bò lên, nhưng thình lình một cái đầu quỷ dị hú ra với nàng. Mia lao đến trước cửa nhà lại không mở được, phải mất một lúc mới có thể vào trong, vết thương trên tay vẫn còn chảy máu. Nhưng đến sáng hôm sau, khi tháo băng vải ra lại phát hiện vết thương đã biến mất, nàng quyết định liên hệ với thám tử để hỏi về vụ án của Annabelle. Larkin lấy ra một xấp tài liệu về cô ta, bức ảnh thuở bé của Annabelle, đúng là đứa trẻ Mia đã nhìn thấy trong căn phòng hôm nọ. Được biết giáo phái mà ả tham gia tên là những đệ tử của giam. Ông điều tra được, chúng giết chóc không phải để cúng bái, mà là để gọi hồn một loại ma quỷ gì đó. Nhưng Larkin theo chủ nghĩa duy vật, cho rằng đây chỉ là trò bịp bợm mà thôi. Mia muốn xem hồ sơ vụ án, bên trong đó là những hình ảnh máu me ghê rợn. Nàng nhìn thấy dấu ấn được Annabelle vẽ trên tường, giống như dấu hiệu trên tay mình đêm qua, vì vậy đã xin tấm ảnh đó. Mia đến tiệm sách của Evelyn để tìm thông tin, ban đầu nàng giấu bà ấy về việc của mình. Nhưng Evelyn đã thuyết phục rằng mình đã quá già để ngạc nhiên trước mọi việc. Vì thế Mia đã nói gia đình mình đang bị ám. Evelyn lập tức dẫn Mia đến một dãy sách khác, đưa cho nàng vài quyển có ích. Khi nghe về cô gái đã chết, bà ấy nói hồn ma chỉ ám ở nơi xảy ra vụ án mà thôi. Còn giáo phái mà cô ta tham gia mới là vấn đề, chúng đã triệu hồi quỷ dữ. Vô tình Mia nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay bà. Evelyn nói mình có một đứa con gái tầm tuổi cô, nhưng đã mất. Trong lúc tuyệt vọng bà đã nghĩ quẩn, nhưng giọng con gái đã vang lên, nói rằng Chúa giao cho bà một sứ mệnh khác. Evelyn nói rằng Mia hãy cứ làm theo những gì mình cho là đúng. Trên đường trở về, khi lấy chìa khóa ra nàng đã đánh rơi xuống đất. Sau đó nhìn thấy Annabelle trong cửa kính, đang ôm con gái mình trên tay. Phía sau một chiếc xe lao tới và tông bay chiếc nôi, tim nàng như ngừng đập, nhưng may mà Mia đã ôm đứa con trong tay. Vào trong, Mia bắt đầu xem quyển sách, nó nói quỷ dữ thường nhắm đến những người dễ bị tổn thương, và để thực hiện câu thần chú, cần có biểu tượng quỷ dữ, sát hại người thân, và một người vô tội. Nàng run sợ nhìn về phía con gái mình, nhưng trong sách lại không có cách ngăn nó lại. Mia cất quyển sách đi, bên trong phòng chợt vang lên tiếng nhạc, nàng đi thì cửa phòng đóng lại, làm cách nào cũng mở không ra. Sau đó một bóng đen xuất hiện bên ngoài. Mia nằm xuống nhìn con gái mình, bên trên kệ những cuốn sách thật dày bất chợt rơi lộp độp xuống. Mia cứ gọi tên con bé, thình lình con búp bê đó lại chắn trước mắt nàng. Mia quýnh lên, dùng ghế đập vỡ khóa cửa chạy ra ôm lấy Lia. Khi nàng đang dỗ con, chợt con búp bê phía sau từ từ đứng lên. Khi Mia quay sang thấy nó bay khỏi mặt đất, phía sau đó là một gương mặt quỷ dữ. John đi làm về nghe thấy tiếng hét thất thanh của vợ, chàng vội chạy lên và nhìn thấy Mia đang vô cùng hoảng loạn, giữa đống bàn ghế ngã trên sàn. Ngay sau đó John lập tức mời cha xứ đến, ông nói muốn xem con búp bê kia. Mia vào phòng nhìn con búp bê vẫn cười trên nỗi đau người khác, túm lấy nó mang ra ngoài. John nói mình đã đem vứt, nhưng nó đột nhiên xuất hiện trong thùng chứa đồ. Cha xứ nói đây là dây dẫn của quỷ dữ, và thứ chúng muốn là một linh hồn. Nhưng chúng không thể cướp, chỉ có thể chờ người ta tự dâng hiến. John nói làm gì có ai ngu ngốc vậy,
Cha xứ bảo bọn chúng là vua bịp và sẽ có cách lừa con người. Sau đó ông nói mang con búp bê về nhà thờ, để nó hết làm mình làm mẩy. Đặt vào bên cạnh không yên tâm lắm, nên ông đã đem nó ra sau xe. Trong nhà Mia sợ hãi không dám ngủ, nhưng John đã thuyết phục và nói mình sẽ chăm con cho. Nàng rất cảm động vì chồng luôn tin tưởng mình. Bên ngoài sau khi chạy được một đoạn, đài radio chợt nhiễu sóng, cha xứ đập đập nó để sửa, thì bên trong chợt vang ra tiếng nói đáng sợ, cầu Chúa thương xót linh hồn ngươi. Ông bắt đầu thấy sợ rồi đó, đôi mắt con búp bê lúc này đã nhiễm đầy tơ máu. Về đến nhà thờ ông lập tức mang nó vào trong, không phát hiện sau xe từ lúc nào đã xuất hiện một người phụ nữ. Annabelle đi theo phía sau ông. Ngay khi cha xứ mở cửa ra, đã bị một cú đánh mạnh văng ra ngoài, ả đi đến và lấy con búp bê. Trong bệnh viện, John tình cờ biết được tin, nên đã vào trông nom cha xứ bị thương nặng. Ở nhà Evelyn đến chơi, mua nhiều quần áo cho Lia, bà còn thành thục dùng gối lắc lư, rồi hát ru bé con ngủ. Đêm đến khi hai người ăn tối, Mia biết được con gái Evelyn mất trong một vụ tai nạn xe, và bà chính là người lái. Nàng nắm lấy tay Evelyn an ủi. Ở bệnh viện cha xứ tỉnh lại, ông vội hỏi John con búp bê đâu, và nói họ đã bị lừa, đứa bé làm gì biết dâng hiến linh hồn, nên mục đích ác quỷ nhắm tới chính là Mia. Chàng lập tức gọi về cho vợ bảo Mia ra khỏi nhà, nhưng khi nàng bắt máy lại chẳng nghe được gì cả. Sau đó lại có tiếng đập cửa, nhìn thấy là cha xứ nên Mia đã mở ra. Nhưng ông ta cứ đứng quay lưng và không nói lời nào. Khi Lia đưa tay chạm vào, con quỷ chợt hét lên cầu Chúa thương xót linh hồn ngươi. Sau đó mọi thứ trong nhà loạn lên, đĩa nhạc tự động bật, đồ đạc rơi vỡ. Evelyn bảo họ cần lập tức ra khỏi nhà. Mia vội chạy vào tìm con gái, nhưng lại không thấy Lia đâu. Mà trên mặt tất cả búp bê toàn là máu, Evelyn bảo nàng hãy chạy đến nhà thờ trước. Lúc này trên trần nhà vang lên tiếng động, một con quỷ đen thui thùi lùi như cái đồ chùi nồi nhảy xuống, đánh Evelyn bay ra ngoài, sau đó khóa cửa lại. Mia hốt hoảng chạy vào tìm con, nhưng chỉ nghe tiếng em bé khóc, sau đó đèn đuốc trong nhà tắt ngóm. Nàng vào phòng khách nhìn thấy con búp bê lại xuất hiện ở đó, hét lên mày muốn gì ở tao. Cạnh đó một chiếc bút chỉ lăn ra ngoài, nàng đi vào nhìn thấy những dòng chữ đỏ, nói muốn linh hồn của Lia, con búp bê lại xuất hiện trong nôi. Nàng nổi điên đã đập mạnh nó, nhưng khi ném xuống đất lại nhìn thấy đó chính là Lia. Mia kinh hoàng chạy đến bế con lên, khóc lớn cứ ngỡ chính mình đã giết con bé. Nhưng lát sau nó lại vang lên tiếng cười khanh khách, đó cũng là một con búp bê của nàng. Mia hoảng sợ ném nó đi và rơi vào khủng hoảng. Lúc này nàng hét lên phải có cách khác, bên ngoài cửa sổ chợt có tiếng nói linh hồn của ngươi. Bên dưới Evelyn đã cố quay lên và đập cửa gọi lớn, John vừa về tới vội lấy chìa khóa ra. Nhưng Mia đã dần bị tiếng gọi đó dụ dỗ, nàng ôm lấy con búp bê rồi bước lên bệ cửa. John và Evelyn chạy vào, nhìn thấy vợ mình chuẩn bị nhảy xuống. Chàng van xin nàng dừng lại, nhưng Mia nói mình phải đổi linh hồn để cứu con gái. Ngay lúc nàng định nhảy xuống, John đã lao đến và ôm lại được. Mia la hét trách John sao không để nàng cứu con mình. Evelyn thấy thế, đã bế con búp bê và bước lên thềm cửa. Bà nói đã đến lúc sửa chữa sai lầm của mình, và có lẽ đây là sứ mệnh của bà. Sau đó nhảy xuống dưới. Hai vợ chồng John chạy đến nhưng đã không còn kịp, chàng chỉ còn biết ôm vợ vào lòng trấn an. Lúc này Lia đột nhiên xuất hiện trong nôi. Hai người vội đến ôm lấy con. 6 tháng sau tại nhà thờ, cha đã hỏi thăm về con búp bê. Mia nói cảnh sát đã mang đi. Sau đó cha xứ bảo họ không thể phá hủy thứ chưa bao giờ được tạo ra. Hai vợ chồng tạm biệt ông rồi về nhà. Trước khi đi cha xứ tặng họ tấm ảnh chụp Mia và con gái, nói rằng tuyệt tác của Chúa chính là tình yêu của người mẹ. Sau đó là cảnh một người mẹ vào tiệm bán đồ cũ, bà ta nhìn trúng một sản phẩm sưu tầm, đó là con búp bê Annabelle. Cuối cùng nó đã nằm trong tủ gương trưng bày của gia đình Edquazen, được ban phước bởi giáo sĩ mỗi 2 tháng một lần, với dòng chữ nguy hiểm không được mở. Bộ phim đến đây là hết rồi. Annabelle búp bê ma ám, với những phân cảnh kinh dị và những pha hù dọa đi vào lòng người xem. Phần 2 sẽ hé mở nguồn gốc của con quỷ đội lớp búp bê này nhé. Mình cam đoan phần 2 còn ghê rợn gấp đôi phần 1 nè. Qua bộ phim này chúng ta nhận ra một điều, là đừng nên chơi búp bê nữa, mà hãy lên xem mình review phim đi. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.